Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Sĩ Đông đã tiếp và làm việc với Tiến sĩ Kim Song Ryun, Viện Ngoại giao Quốc gia, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhân chuyến công tác của Tiến sĩ Kim. Trong khuôn khổ buổi làm việc, Tiến sĩ Kim Song Ryun bày tỏ nguyện vọng chung tay giúp xây dựng phát triển chương trình hạnh phúc Quảng Trị. Ngoài ra, Tiến sĩ Kim còn thể hiện mong muốn được lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cung cấp thông tin về các vấn đề xung quanh chương trình hạnh phúc Quảng Trị. Qua đó, Tiến sĩ Kim có cơ hội hiểu rõ hơn về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Trị. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Sĩ Đông bày tỏ niềm vui mừng khi đón tiếp Tiến sĩ Kim thăm và làm việc tại Quảng Trị. Hiện nay, tỉnh Quảng Trị đang đặt nhiều kỳ vọng và đã đề ra những mục tiêu lớn trong chương trình hạnh phúc Quảng Trị. Tuy nhiên, điều kiện của tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, tỉnh Quảng Trị rất mong nhận được sự hỗ trợ tích cực hơn nữa từ phía chính phủ Hàn Quốc, cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc và các chuyên gia. Về phía tỉnh Quảng Trị, sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các giáo sư tiến sĩ chuyên gia Hàn Quốc làm việc. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hy vọng trong thời gian tới, phía Hàn Quốc sẽ có nhiều chương trình phong phú đa dạng phù hợp hơn nữa với thực tiễn của địa phương để giúp tỉnh Quảng Trị ngày càng phát triển. Sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà đã tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt từ thành phố đến cơ sở. Hội nghị đã đi sâu giới thiệu, phân tích làm rõ những vấn đề cơ bản và mới trong các phần nội dung quan trọng mà hội nghị đã thông qua, như về phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, mô hình tổ chức chính quyền địa phương và về chủ trương đầu tư thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Hội nghị cũng đã thông báo một số nội dung liên quan đến Đại hội Đảng bộ thành phố Đông Hà lần thứ 12, nhiệm kỳ 2015-2020. Thông qua hội nghị này, trên cơ sở quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung Đảng khóa 11 nhằm giúp các đại biểu nắm vững, hiểu rõ, tiếp tục tuyên truyền trong cơ quan, đơn vị và địa phương, đồng thuận cao về thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị cũng vừa tổ chức hội thảo quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Quảng Trị cho sản phẩm hạt tiêu. Sau khi kết thúc giai đoạn 1, hiện nay Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Trị đang triển khai giai đoạn 2 của dự án quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Quảng Trị cho sản phẩm hạt tiêu với 3 nội dung: phổ biến các quy chế đã ban hành gồm quy định quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Quảng Trị dùng cho sản phẩm hạt tiêu, quy định sử dụng nhãn hiệu, hệ thống tem nhãn, quy định về kiểm soát chất lượng hạt tiêu mang chỉ dẫn địa lý Quảng Trị. Hội thảo là cơ hội cho các cơ quan chuyên môn, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý giới thiệu, trao đổi, thảo luận kinh nghiệm khai thác, phát triển giá trị chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm đã được bảo hộ, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Trị. Sở Tài chính vừa tổ chức hội nghị giao ban tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Trong 6 tháng đầu năm 2015, tổng thu ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh đạt trên 1.099 tỷ đồng, đạt 44,89% dự toán địa phương và bằng 89,37% cùng kỳ năm 2014. Tổng chi ngân sách toàn tỉnh đạt trên 2.072 tỷ đồng, đạt 38% dự toán địa phương và bằng 102% cùng kỳ năm trước. Về cơ bản, 6 tháng đầu năm 2015, tổng thể thu nội địa đạt thấp, không đảm bảo tiến độ dự toán, loại trừ một số khoản thu đạt cao như thuế thu nhập cá nhân, thu tiền sử dụng đất. Sở Tài chính đã đề xuất một số giải pháp điều hành thu chi ngân sách cho 6 tháng cuối năm, đó là tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tăng cường công tác quản lý chi ngân sách nhà nước, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả, điều hành ngân sách chủ động tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, thường xuyên theo dõi diễn biến giá cả trên thị trường và chủ động đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh những giải pháp nhằm bình ổn thị trường. Thưa quý vị và các bạn, công trình cơ sở hạ tầng du lịch bản Ca Lu, huyện Đắk Rông có tổng mức đầu tư trên 9,6 tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và vốn đối ứng ngân sách. Công trình hoàn thành và bàn giao cho huyện Đắk Rông quản lý và khai thác, song kể từ ngày đi vào hoạt động, công trình chưa thực sự mang lại hiệu quả như mong muốn, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Những ngôi nhà vắng lặng, những khung cửu bỏ hoang của bản du lịch Ca Lu. Bà Hồ Thị Đơn ở ngay trong khuôn viên bản du lịch Ca Lu. Bà là một trong gần 40 người đã từng được tập huấn rất bài bản về các lĩnh vực lửa trại, ẩm thực, dệt thổ cẩm để phục vụ khách du lịch.
Nhưng đã nhiều tháng qua, bà Đơn chưa một lần được đón du khách để thể hiện những kỹ năng mà bà đã dành nhiều thời gian luyện tập. Mình không làm nữa. Chuột cắn phân tủy á. Thì không phải để ở đâu mà bị chuột lắm à? Cái đệ trong khung nó cũng hăn can hết. Mình không làm. Khu du lịch Bản Ca Lu là dự án nhằm xây dựng Bản Ca Lu trở thành điểm dừng chân của khách du lịch trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, đồng thời phát triển du lịch cộng đồng bền vững, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ thiên nhiên và di sản văn hóa của đồng bào dân tộc với tổng mức đầu tư 9,6 tỷ đồng. Theo bà Hồ Thị Cúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Rông, thì việc nhà nước đầu tư xây dựng bản du lịch Ca Lu đã được lãnh đạo huyện khẳng định đây là một cơ hội để góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong du lịch sinh thái, du lịch văn hóa dân tộc học. Tuy nhiên, nhìn thực trạng này, những vẻ đẹp và giá trị văn hóa của bản làng này vẫn chưa thể phát huy hiệu quả. Rồi thì chúng tôi cũng đã có các cái cuộc họp và cũng đã có lời mời chào tất cả các cái tổ chức của trong tỉnh cũng như là lữ hành của trong tỉnh thì phải nói là rất là hưởng ứng. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì cũng rất là chậm, cũng chưa có cái giải pháp gì để mà thúc đẩy cho Đắk Rông, vì Đắk Rông cũng đang rất là khó khăn ở chỗ là chúng tôi chưa quen về cái việc làm du lịch và cần cái sự tư vấn của là các ngành chức năng về chuyên môn chuyên sâu về cái công tác du lịch này, đặc biệt là để cho người dân đồng bào thiểu số ở đây là toàn là người nghèo, mà để cho họ là có cái tự chủ và họ biết khai thác cái tiềm năng lợi thế mà hiện nay là về khu du lịch sinh thái, thì đây là một cái điểm mà chúng tôi cũng rất là cần thiết để là các ngành các cấp cần phải đẩy nhanh cái tiến độ này để là giúp cho Đắk Rông sớm được khai thác sử dụng cái cơ sở mà đã được đầu tư. Từ bản Ca Lu có thể thấy một khoảng cách không hề nhỏ giữa đầu tư và phát huy hiệu quả giữa việc bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch. Và tất nhiên, một khi khoảng cách này chưa thể thu hẹp, thì những người như chị Nguyễn Thị Thương, cán bộ văn hóa xã Đắk Rông, huyện Đắk Rông, không thể thực hiện được ước mơ của mình là đem vốn kiến thức về văn hóa truyền thống của đồng bào Vân Kiều Pa Co mà chị đã say mê nghiên cứu. Trong thời gian qua thì khách du lịch đến đây là rất hạn chế, mà khách đến với cái mục đích là du lịch, là tham quan thì lại rất hiếm, cho nên là tôi chưa có cái cơ hội để mà giới thiệu được rộng rãi về cái nền văn hóa của người Vân Kiều cho khách du lịch. Hình thành khu du lịch cộng đồng ở bản Ca Lu góp phần đẩy mạnh hình thức du lịch dựa vào cộng đồng, khai thác tiềm năng sẵn có của địa phương, hướng đến giảm nghèo bền vững và giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc. Đó là ý tưởng ban đầu mà các nhà chức trách mong muốn thực hiện khi xây dựng bản du lịch Ca Lu. Song nếu việc triển khai xây dựng và công tác quảng bá, xúc tiến du lịch thiếu sự gắn kết thì rất khó để đạt được hiệu quả. Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Tối qua tại Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện Giao Linh đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Giao Linh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp. Tham gia chương trình biểu diễn có 9 đội văn nghệ đến từ 9 cơ quan đơn vị là những hạt nhân tiêu biểu trong phong trào văn hóa văn nghệ của huyện Giao Linh, với những tiết mục ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Bác Hồ kính yêu, những thành tựu của đất nước quê hương trên con đường đổi mới và phát triển, những làn điệu dân ca, khát vọng tình yêu và tuổi trẻ. Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Giao Linh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng, tiếp tục lãnh đạo Đảng bộ toàn quân và toàn dân huyện Giao Linh phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương, biến thách thức thành cơ hội, tập trung khai thác tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế xã hội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa điều tra làm rõ vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Vụ án thêm một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua các trang mạng xã hội. Trước đó, anh Đỗ Xuân Tuấn, trú tại phường 3, thành phố Đông Hà, đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị trình báo về việc bị một đối tượng sử dụng mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt với số tiền lên đến 40 triệu đồng. Trưa ngày 22 tháng 3 ấy, thì có một cái tin nhắn gửi trên địa chỉ Messenger đăng ký trong điện thoại của tôi. Thì sau đó là
trong tin nhắn có nói là tôi trúng cái tuần lộc tặng quà tri ân của trung tâm Messenger và được một xe máy là SH và 100 triệu đồng tiền mặt gửi vào tài khoản. Đề nghị tôi là liên hệ với nhân viên của trung tâm của bên công ty họ để nhận giải thưởng. Sau đó tôi gọi điện vào cái số điện thoại mà ghi trong cái tin nhắn đấy, thì được một người con trai hướng dẫn là tôi phải làm thủ tục để đăng ký hồ sơ trong vòng 24 tiếng đồng hồ để nhận cái giải thưởng đấy. Thì nếu mà không làm thủ tục trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì 3 tiếng đồng hồ sau là trung tâm sẽ chuẩn bị là cho xoay vòng cái bốc thăm của cái vòng khác mà bỏ qua cái giải thưởng của tôi đi. Từ các nguồn thông tin do bị hại cung cấp, đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã xác định được đối tượng liên quan đến việc lừa đảo trên là Huỳnh Ngọc Quân, sinh năm 1997, trú tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Quá trình đấu tranh, đối tượng khai nhận, trong tháng 3 năm 2015, Quân đã mua một website của người quen biết qua mạng, một thẻ ATM tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Nam. Sau khi có website và thẻ ATM, Quân đã sử dụng công nghệ vào các tài khoản Facebook và tung tin người chủ tài khoản đã trúng thưởng trong chương trình tri ân khách hàng của công ty cổ phần Messenger với giải thưởng là một xe máy SH trị giá gần 70 triệu đồng và phiếu quà tặng trị giá 100 triệu đồng. Sau đó yêu cầu người trúng thưởng nạp thẻ cào điện thoại và tiền vào tài khoản của Quân để làm các lệ phí nhận thưởng. Bằng các thủ đoạn trên, Quân đã chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền trên 100 triệu đồng. Vì khi mà tiếp nhận cái tin báo của anh Đỗ Xuân Tuấn báo về cái việc mà bị đối tượng lừa đảo trên qua mạng internet, thì cơ quan điều tra đã lập tức tổ chức các hoạt động điều tra xác minh. Tuy nhiên một cái khó khăn đó là cái việc mà cả cái thông tin trên mạng internet ấy, nó rất chi là nhiều, mà bản thân bị hại cũng không biết rõ, cũng không xác định được cái đối tượng mà đã gửi cái tin nhắn và điện thoại cho mình là ai cả. Chỉ cung cấp cho chúng tôi được một cái số điện thoại và một cái địa chỉ của trang Facebook đã gửi cái tin nhắn về. Tuy nhiên qua kiểm tra thì cái địa chỉ Facebook đó thực chất đã bị đối tượng hack của một người bạn trong cái danh sách bạn bè trên Facebook của anh Tuấn. Do đó chúng tôi rất khó trong cái việc truy tìm cả cái tài liệu thông tin ở trên mạng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Huỳnh Ngọc Quân để phục vụ công tác điều tra. Đây là thủ đoạn lừa đảo không mới. Bởi vậy, mỗi cá nhân khi sử dụng các trang mạng xã hội cần hết sức nâng cao tinh thần cảnh giác. Khi phát hiện có những biểu hiện bất thường, cần xác minh rõ thông tin và thông báo cho cơ quan chức năng để tránh các thiệt hại xảy ra. Chương trình Thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh truyền hình Quảng Trị xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.